Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của thị trường ngày hôm nay có lẽ là giá vàng. Từ cuối năm 2023 đến nay, giá vàng đã liên tục biến động và phá kỷ lục. Nhưng hôm nay là một ngày mà cả vàng miếng SJC và nhẫn tròn 4 số 9 đều tăng chóng mặt, thiết lập đỉnh cao mới. Đầu giờ sáng nay mùng 9 tháng 4, giá vàng miếng 4 số 9 của SJC tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, lên mức kỷ lục 82,6 triệu đồng một lượng bán ra. Sau 7 phiên tăng liên tiếp, chốt phiên cuối chiều nay, vàng miếng SJC tăng thêm 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều, lên mức 82,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và 84,7 triệu đồng trên một lượng bán ra. Vàng nhẫn tròn 4 số 9 cũng tiếp tục đà tăng sau một tuần tăng kỷ lục. Ở phiên giao dịch đầu buổi sáng nay, vàng nhẫn tròn bán ra ở mức khoảng 75 triệu đồng trên một lượng, nhưng ở phiên cuối chiều nay đã lên đến trên 77,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao dịch ngay chiều nay cũng liên tiếp thiết lập đỉnh cao mới, lên gần 2.354 đô la trên một ounce, tương đương gần 72 triệu đồng trên một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế phí. Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn cũng cao hơn vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng trên một lượng. Vâng, như vậy là sau khoảng một tháng ổn định quanh mốc 82 triệu đồng một lượng bán ra, thì hôm nay vàng miếng 4 số 9 của SJC tiếp tục tăng chóng mặt, tăng hơn 2 triệu đồng một lượng, lên mức cao kỷ lục chưa từng có là 84,7 triệu đồng một lượng. Còn vàng nhẫn tròn thì sau một tháng liên tiếp tăng gần 10 triệu đồng một lượng, từ 65,5 triệu đồng một lượng vào ngày vía thần tài lên mức 75 triệu đồng một lượng vào chiều qua, thì ngày hôm nay vẫn tiếp đà tăng và cũng tiếp tục leo lên đỉnh mới chưa từng có, 77,5 triệu đồng một lượng. Theo nhiều chuyên gia, sức mạnh của vàng trong thời gian qua và sắp tới không còn bị chi phối bởi các số liệu kinh tế cũng như tâm lý thị trường truyền thống của Mỹ như trước mà trở thành một loại tiền tệ toàn cầu. Theo các dự báo, giá vàng sẽ còn thiết lập nhiều kỷ lục mới. Vậy tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập, nhận định về thị trường vàng như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn online mà NTV vừa thực hiện vào chiều nay. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu ạ. Thưa tiến sĩ, thời gian vừa qua thì giá vàng liên tục phá kỷ lục, đặc biệt là nhẫn tròn 4 số 9. Vậy theo ông thì nguyên nhân là vì sao? Trên thế giới thì chúng ta biết rằng vàng đang ở trong một cái cơn sốt vàng. Thì cái việc mà giá vàng tăng trên thế giới nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân mà có lẽ chính là do các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương trên thế giới đang thu gom vàng. Tại sao lại có hiện tượng đó? Có lẽ là vàng đang trở nên một cái tài sản mà nó có tính trước nhất là chống lạm phát. Cái thứ hai nữa, và tất cả những cái biến động về chính trị và khủng hoảng chính trị đã tạo ra một cái cơn sóng vàng, và các nhà đầu tư cũng như là các ngân hàng trung ương đang thu gom mua vàng cho chính họ. Bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng chính sách tiền tệ của Mỹ cũng đang ở trong cái giai đoạn mà sẽ có những cái sự biến động mạnh. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ giảm lãi suất, tức là họ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Còn tại Việt Nam thì chúng ta biết rằng giá vàng chịu nhiều cái tác động bởi tỷ giá, bởi lạm phát, bởi kinh tế vĩ mô. Hiện tại tỷ giá đang trong xu hướng tăng. Rồi bên cạnh đó thì nhiều những người dân của chúng ta khi mà thấy vàng tăng lên như thế, và họ thấy rằng từ đầu năm đến giờ giá vàng tăng rất mạnh, và nó tạo ra một cái cơn sốt vàng, tạo ra một cái tâm lý đầu cơ vàng, mua vàng để kiếm lợi, và tất cả những điều đó đẩy giá vàng lên. Vậy theo tiến sĩ thì thời điểm này, thời điểm mà giá vàng ở cái mức cao kỷ lục như thế này, thì người dân có nên đầu tư hay là tích trữ vàng không ạ? Tôi không thể nào mà khuyên mọi người mua vàng trong lúc này được, tại vì cái giá vàng hiện tại đang ở cái mức rất cao, và cái giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch nhau ở rất cao, nó tạo cái rủi ro cho người mua vàng. Nhưng mà nó cũng là cái cơ hội để mà chúng ta kiếm tiền. Tại vì từ đầu năm đến giờ giá vàng đang tăng như thế này, và có thể theo cái dự báo của tôi nó sẽ tăng. Thành ra nói là không nên mua vàng trong lúc này cũng không phù hợp, tại vì trong một cái thị trường tự do thì chúng ta tìm những cái kênh đầu tư nào mà sinh lời và có tính thanh khoản cao là chúng ta
có thể đổ tiền vào, thì hiện tại với ba cái chỉ tiêu là bảo toàn vốn có tính sinh lời cao và thanh khoản cao, thì vàng lại đáp ứng được ba cái chỉ tiêu đó. Vậy thì cái lời khuyên của tôi với tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này là nếu họ có mua vàng thì hãy mua một phần cái tiền từ cái tiền tiết kiệm của mình, không nên mua tất cả một chiếc bóng rộng mà nói đâu đó khoảng 1/3. Thứ hai nữa là không nên mua cái kiểu ăn sổi, cái kiểu mà mua đi bán lại để mà kiếm tiền nhanh chóng rất nguy hiểm. Cái thị trường vàng nó biến động khôn lường mà không có cái gì bảo đảm nó còn cứ lên mãi đâu. Và cái điều thứ ba nữa là không bao giờ thì vay tiền để mà mua vàng. Vậy tiến sĩ nhận định như thế nào về diễn biến của thị trường vàng thế giới cũng như là trong nước trong cái thời gian tới ạ? Trong những ngày vừa rồi tôi cũng đã có một cái dự báo là giá vàng có thể lên tới cái mức $3,000 một ounce. Và tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng và việc tăng giá vàng trên thế giới nó cũng sẽ tác động đến việc tăng giá vàng tại Việt Nam. Nhưng mà một lần nữa, không ai biết được giá vàng sẽ đi về đâu, sẽ lên tới cái đỉnh nào. Nó rất là biến động. Thành ra tôi mong rằng tất cả quý vị nên theo dõi thị trường vàng một cách cẩn trọng nhất. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào MC.